Và đây thưa quý vị là một cái chùm hoa của cái cây cẩm tú cầu mà sẽ ra hoa màu trắng xanh. Thì bây giờ nó mới ra nụ thôi quý vị. Cái bụi này chắc cũng phải vài tuần nữa thì hoa nó mới nở. Để quý vị xem, nó mới là nụ thôi à. Mà nụ nó còn rất là nhỏ luôn. Nó ra hoa thì hoa cũng lớn lắm. Để khi nào nó ra hoa thì tôi sẽ quay và giới thiệu với quý vị ha. Này thì quay để giới thiệu với quý vị thôi. Loại này nó ra hoa trễ hơn một chút xíu quý vị. Quý vị thấy cái đọt này nó bị thỏ ăn đó quý vị. Ở đây nó có thỏ, rồi nó có nai nữa quý vị. Nên tôi phải trồng những cái loại cây mà người ta gọi là nai nó không thích á, thì mình mới có hoa xem quý vị ơi. Còn nếu mà mình nai mà nó ghé vô một cái là nó ăn hết. Đó, quý vị xem đây là cái chùm nụ của cẩm tú cầu cho hoa màu trắng xanh nha. Cái loại này không có đổi màu được quý vị. Cái giống này là nó làm sao nó làm vậy. Quý vị có đổi cái độ pH của cái đất nó cũng không có đổi màu. Thưa quý vị, đây là cái bụi cẩm tú cầu màu trắng xanh của tôi. Nó cũng bắt đầu nó nở hoa rồi đó quý vị. Đó, ở đây quý vị thấy là những cái mà cái chùm như cái chùm này nè là nó đã nở rồi đó. Đây, quý vị xem nó đã nở rồi đó quý vị. Nó gồm những cái hoa nhỏ li ti vi ti màu trắng xanh ha. Đó, cái bụi này là nở rồi, này, cái hoa này nở rồi. Cái hoa này thì nó cũng đang nở rồi quý vị. Đó, ở trên là nó mới nở. Bên cạnh này nó còn những cái nó bắt đầu nó hé. Thì cái bụi cái chùm này thì nó đang nở rồi quý vị. Quý vị thấy không? Có một số hoa nó nở rồi, một số hoa nó vẫn còn chưa nở. Nó còn nhỏ lắm. À, bên này nó có một cái chùm nữa nè. Chùm này là nó còn nụ nhỏ nè. Cái chùm này là nó đang nở nè quý vị. Có cái nở rồi, có cái chưa nở. À, quý vị xem. Cái cây này hôm nay thì nó ra cũng tới cả chục chùm bông đó quý vị. À, chục xà, quý vị xem toàn bộ cái cây của nó. À, mấy cái bông phía bên này thì nó nở rồi, còn phía bên này thì nó còn nụ nhiều. Đó, quý vị xem cái cây này thì nó không có đổi màu quý vị, nó màu như vậy thôi, nhưng mà cái cây này của tôi thì nó có mùi thơm nên nó bay tỏa thơm cả cái vườn luôn đó quý vị ơi, ngửi rất là đã. Nó có loại nó có mùi thơm, có loại nó không có, cái loại này thì nó có mùi thơm nha. Và đây khu vườn của tôi. Cái này là cẩm tú cầu đó quý vị. Và đây có cây đầm trôi. Có một gốc peony nhỏ. Xong rồi iris. Và đây là cây đầm trôi. Xong đây là hoa vàng. Bên cạnh đây thì có cẩm chướng đơn, cẩm chướng chuồng sắp ra hoa. Thưa quý vị, đây là cúc trắng.
Đó, cúc trắng bây giờ nở thấy đã không quý vị? Cúc trắng. Dưới cúc trắng này là, thưa quý vị, iris tím đã hết. Ở đây là tôi có một cái cây balloon flower. Đây thì quý vị có cô bé ánh mặt trời bắt đầu ra hoa. Đây là balloon flower, có hai gốc balloon flower, quý vị thấy trắng tím đã hết. Ở đây thưa quý vị tôi có một bụi cúc trắng nữa đây. Bụi này thì nhỏ hơn bụi nãy. Trong đây tôi có một bụi sedum khác. Đây là aster. Đây là mẫu đơn. Ở đây thưa quý vị là tôi có một cái bụi cúc trắng thật là lớn ở đây. Đó, quý vị xem. Đã không?